Quay chỗ là sao? Ồ, bệnh hả? Ủa sao mà buồn vậy? Tôi mới chia tay người yêu. Trời, anh lo gì anh, đời còn dài, gái còn ấp. Đời còn dài, gái còn nhiều mà. Nhưng mà tao sợ bắt đầu một mối quan hệ mới lắm. Dạ, có thằng này, bạn tao có thể giúp mày phù thủy tình yêu. Buồn, nào bỏ tao. Nghe nói á, mày đang gặp khó khăn trong việc nói chuyện với những em gái mới. Vậy hôm nay tao sẽ dạy cho mày một cái thuyết gọi là thuyết ba câu hỏi. Câu đầu tiên, mình làm theo công thức. Việc đó còn khó khăn lắm nhỉ. Một người con gái khi mà người ta gặp một cái gì đó stress trong cuộc sống, thì khi mà nghe được câu đó, người ta sẽ sẵn lòng bày tỏ mày rất là nhiều luôn. Thấy chưa? Câu thứ hai, việc đó cộng nghĩ theo hướng khác sẽ không khó khăn lắm đâu. Nó sẽ giúp cho cô gái nghĩ về những điều tích cực trong những cái stress của người ta, tạo cho người ta cảm giác tích cực vui vẻ. Nice. Câu thứ ba, vậy là em giỏi hơn anh rồi nhỉ. Một câu nói tưởng chừng như vô nghĩa nhưng mà lại tạo ra một cái sự động viên cho người con gái. Thấy chưa, chỉ với ba câu hỏi thôi mà có thể có được một mối quan hệ mới với những người con gái mới. Tao phước do phước. Thôi này tao chưa tin. Nhỏ này á là làm sao? Em thử áp dụng phương thức nãy liền. Trời, easy anh ơi. Hay như tao nói rồi, tụi em không có tin. Nếu mà có một fail, vẫn bám theo kế hoạch. Sao Phước? Dạ. Vô Phước, tự tin lên, vô. Đi vô, vô nha. Ừ. Em mày làm đầu bếp, mày tự tin lên Phước. Chắc chắn 100% thành công. Quân. Nigga run up then I swear he gon' get it. Fuck the police, I ain't taking no ticket. Who got you scary ass niggas some bread? Looking at you like a chicken and biscuit. Don't play with me cause I swear.